Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chủ đề mới, đó chính là mình sẽ tự thay chiếc pin của một chiếc iPhone 7. Và mình không phải là người thợ sửa chữa điện thoại. Có cái gì mong được sự góp ý của các bạn rất nhiều. Cái này là có trị giá là 25 đồng, còn cái pin này là 23 đồng, hai cái này là cũng gần 50 đồng. Mình mua thì nói pin xịn mà không biết là nó có gửi pin xịn hay pin ấy cho mình hay không. Pin này là có chữ iPhone 7. Đây, các bạn đánh giá giúp mình. Đây là bộ đồ nghề để mở chiếc pin cho máy iPhone 7 này. Và đồ nghề đã có, pin đã có. Vậy mình sẽ bắt đầu mày mò. Trước khi mở pin ra thì mình sẽ tắt nguồn chiếc máy này. Bây giờ mình không có máy kho nên mình sẽ dùng máy sấy tóc này để kho cho nóng và mình sẽ tách ra. Vịt trong đây có 3 sao các bạn ạ, chứ không phải là vịt, không phải vịt giống như vịt ở ngoài. Mình phải thay đồ vịt ạ. Cái vịt ở ngoài á thì một đầu khác, và cái vịt trong này là một đầu khác. Đầu vịt ở ngoài thì vịt khác, mà đầu vịt ở trong bốn cái vịt này thì một đầu khác, nên các bạn lưu ý nhé. Vịt nó không giống nhau đâu. Sửa chữa ở bên Đức này ở điện thoại cũng giống như mặt hàng máy tính nói chung. Trước khi sửa chữa thì mình phải nộp 25 đến 30 eo tiền khám cho một cái chiếc máy. Sau thời gian người ta khám xong, nếu như mình bị vấn đề gì, thay linh kiện gì hoặc sửa hỏng hóc như thế nào thì mình phải mất tiền thêm cho những khoản đó. Còn mình sửa hay không mình cũng mất tối thiểu là 25 đồng. Còn thay nữa thì thay linh kiện thì tùy theo giá thôi. Nên mình quyết định tự thay và tự mua mua pin, tự mua đồ để thay pin. Bạn mở cái pin này trước nhé. Pin xong mở cả màn hình. Mình cũng mới mở lần đầu tiên nên cũng rất nhạt tay, không biết mở như thế nào, dùng cái gì mở. Vịt trên đây là vịt đầu vịt khác nha các bạn. Đầu vịt trên đây là vịt bún chậu, các bạn nhớ để ý nhé. Cục đã mở được cái màn hình của nó ra. Giờ tiếp theo mình sẽ mở chiếc pin này ra. Chiếc pin này ra thì bây giờ nó có hai cái đầu này. Các bạn để ý nó ở dưới pin nó có cái keo. Các bạn lôi hai miếng keo này ra thì lúc đấy các bạn sẽ để được chiếc pin này lên. Thank you.
Mình cũng lần đầu tiên làm nha các bạn. Mình không biết là mẹ đừng là nếu các bạn cầm tay không được thì bạn cuốn vào đây được. Đây. Đấy. Bạn cẩn thận, mình không có xăng nên mình cẩn thận, mình không để không thể làm nó đứt được, nó đứt phát làm mình hơi mệt. Làm hết sức cẩn thận, từ từ thôi, êm ái thôi, không việc gì phải vội. Ô, nó đít mất rồi, không biết thế nào. Mệt nó đã hết chưa? Hồi nãy bên kia nó bị đít nên kéo nó đang còn dính ở dưới. Mình làm cẩn thận thế rồi mà cuối cùng nó vẫn đít. Nhỏ có đấy. Giờ mệt làm sao đây? Đúng vậy này phải. Đúng rồi, nó đang còn kéo vậy các bạn. Nếu như mình có xăng nhỏ cái thì nó sẽ nhanh hơn. Nên mình không có xăng. Mua xăng lên. Mình sẽ không có xăng. Mua xăng lên hơi mệt đây. Mình không có xăng nên phải làm thế nào đây? Cái này có con lưỡi lắm này. Bây giờ mình đi loay hoay nhà thì mình gặp có được cái miếng này, mình sẽ cắt cái miếng này xem. Mình lại cắt một miếng, mình sẽ cắt miếng này, mình lại dùng miếng này, mình sẽ cắt cái kéo trong này có được không. Đi khắp nhà mà cuối cùng mình tìm được cái này. Ok. Wow. Mình sẽ bóc luôn cái vỏ luôn. Chơi không? Ôi giời ơi. Ai da, kéo này nó chín quá. Trời ơi. Chắc thế này. Ok. Fertig. Mình đã tháo được chiếc pin này. Hình như mình giờ nó thấy nó phong phong ấy chứ. Nhưng phải thôi, tốt nhất mình không đụng chạm cho nó. Nguy hiểm. Là mình sẽ vứt nó đi. Vâng, rốt cuộc mình đã dùng chiếc này, chiếc nắp của hộp sữa chưa. Mình nhặt ở trong đống rác của mình. Và mình đã tháo được cái nhờ nó mà mình đã tháo được cái chiếc pin này. Rất cảm ơn mày. Khó khăn đã vượt qua. Rồi xong, và công đoạn tiếp theo mình sẽ lắp chiếc pin vào. Pin này mình nó không có miếng dán nè.
đáng lẽ mình mua vào mình nó phải có mình giá cho mình ấy nhỉ. Nó phải có một cái miếng dán nó trống nhá, dán bín lại nhá. Tự nhiên nó không có nhỉ. Cái gì nhỉ? Sao không bên đây nó không có nhỉ? Thế thì giờ mình phải kiếm 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 kéo gì mà dán này bên này lại đấy. Không dán bên thì không được rồi. Lại gặp khó khăn rồi. Mình mua pin vào mà về mà không có kéo dán giờ phải làm sao? Để mình nghiên cứu xem thế nào. Mình đi xung quanh nhà thì mình nhìn thấy có cái kéo ở trên cửa người ta dán thì mình bọc ra và mình sẽ dán cho chiếc pin này. Không biết nó có được không, mình cũng không biết nữa. Mình giờ có cái gì thì mình chơi cái đấy thôi. Thì xong chiếc pin này và mình sẽ lắp chiếc màn hình này vào. Làm chưa quen nên rất sợ bạn. Thì các bạn làm quen rồi thì tách cái xong. Ui chị ơi, sao có ốc này dài hơn à? Sao có ốc ngắn ốc dài nha? Ốc dài nó nằm ở đâu? Ngắn nó nằm ở đâu này? Các bạn để ý nhá. Thằng này nó có cái ốc dài hơn. Bây giờ mình không biết ốc dài nó nằm ở đâu nữa. Thôi, ốc dài trong này nằm ngoài này đi. Các bạn rút kinh nghiệm nhé. Lúc thảo ra thì để ý con ốc dài nó nằm ở đâu và ốc ngắn nó nằm ở đâu. Rồi mình đã lắp xong. Giờ mình sẽ đóng lại. Và trước khi đóng thì mình kiểm tra xem nguồn nó có lên không. Mình cũng lo là không biết con này có lên không. Trước khi đóng lại thì mình thử bật nguồn xem nó có lên không. Rất hồi hộp các bạn. Wow, lên rồi, thấy logo rồi. Không biết thế nào, mừng rồi. Lên được hồ là mừng rồi. Quá ngon lành luôn. À, vậy thì mình có quyền đóng nắp này lại. Mình không có kéo nên mình không dán được xung quanh này nhé các bạn. Các bạn đóng cái này cẩn thận nhé, không có ghênh rồi. À, cái này để trên để xuống các bạn ạ. Các bạn để trên này, dọc trên này xuống nhá. Trên này, trên đỉnh này nó có cái gơ này. Nó có gơ trên này. Các bạn để ý nhá. Nó có gơ trên này, các bạn nhớ chốc cho lọt cái gơ trên này để các bạn đẩy lên. Thì lúc đấy nó bắt đầu phải bấm hai đầu này xuống thì nó ok. Chứ không phải là bỏ vào nấn như mình lúc nãy. Đầu dưa như thế này là nấn hai đầu này là ok. Đấy, nó sập rồi. Sập rồi, ok. Ok, ngon lành. Hết thì cho rồi. Mình đã thay xong chiếc pin cho iPhone 7. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.